Xin chào các anh chị lãnh đạo và các bạn. Mình là Trần Chí Quang, SM của Maryland Bank Phổ Quang. Trong năm 2013 thì doanh số phí bảo hiểm Endowcare của mình đạt trên 282 triệu phí. Để đạt được thành công đó thì mình thực hiện bao gồm 5 bước. Bước thứ nhất là tìm hiểu về sản phẩm. Bước thứ hai là lập kế hoạch bán hàng. Bước thứ ba là tìm kiếm, tiếp cận và chốt cuộc hẹn. Bước thứ tư là giới thiệu về sản phẩm. Bước thứ năm là chốt hợp đồng. Thì trong năm bước đó, yếu tố quan trọng nhất là bước tìm kiếm, tiếp cận và giới thiệu chốt cuộc hẹn. Để có được một cuộc hẹn thành công thì bạn cần phải có một nguồn data tương đối là lớn. Bên cạnh đó, bạn phải đeo bám khách hàng và tiếp cận thật là nhiều khách hàng. Dựa vào kỹ năng sale của mình, sự am hiểu về sản phẩm thì bạn sẽ chốt được cuộc hẹn, chốt được hợp đồng thành công. Mình xin chúc các anh chị và các bạn trong năm 2014 gặt hái nhiều thành công. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn.